hơn 150 công nhân công ty Sunrise Apart Việt Nam nghi ngộ độc thực phẩm, Bộ Y tế chỉ đạo nóng. Vào ngày 28 tháng 8, sau khi công nhân ăn cơm trưa tại công ty trách nhiệm hữu hạn Sunrise Apart Việt Nam, tại cụm công nghiệp Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ, đã có 154 công nhân có biểu hiện đau đầu, buồn nôn, đau bụng một số đi ngoài. Ngay sau đó, các công nhân này đã được đưa đến cơ sở y tế gần đó để kiểm tra sức khỏe. Trong số công nhân phải nhập viện điều trị, 6 người có triệu chứng sốc phản vệ độ 2 như đau bụng, nôn, nổi mề đay toàn thân, khó thở nhẹ. 148 công nhân có triệu chứng nhẹ bao gồm đau bụng và buồn nôn. Liên quan đến vụ việc trên, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa có công văn ban hành chỉ đạo Sở Y tế Phú Thọ về việc tổ chức điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn Sunrise Apart Việt Nam cục an toàn thực phẩm đề nghị sở y tế tỉnh phú thọ chỉ đạo các bệnh viện tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho các bệnh nhân trong trường hợp cần thiết có thể xin hỗ trợ hội đồng chuẩn chuyên môn với bệnh viện tuyến trên cùng đó tổ chức điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm theo quy định truy xuất nguồn gốc thực phẩm bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân tạm đình chỉ hoạt động đơn vị cung cấp bữa ăn nghi ngờ gây ngộ độc phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm nếu có và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng